Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy toán lớp 8 tìm x biết. Đây thầy cho cái đề là x mở ngoặc x trừ cho 6 cộng cho 2x cộng cho 10 là bằng là 6. Như vậy là cái bước đầu tiên thì thầy sẽ chuyển cái bước đầu tiên thì thầy sẽ nhân phân phối cái này vào. Rồi, nhân phân phối cái này vào. Bây giờ là x nhân x là x bình phương. X nhân cho 6 là bằng là 6x. 2x này chúng ta giữ nguyên. Cộng 10 này giữ nguyên. Bên này là 6. 6 thì chúng ta sẽ chuyển vé đổi dấu. Như vậy chúng ta sẽ bên tay phải. Tay phải chúng ta sẽ chuyển qua bên này là tay trái. Thế nên là thành là âm. Hiện tại đây là dương này. Chúng ta chuyển qua thành là âm. Rồi. Như vậy ngay chỗ này chúng ta sẽ đơn giản đi. Đơn giản ngay chỗ đây là trừ 6x và dương 2x thì còn lại là âm 4x. Được. Ngay chỗ này chúng ta sẽ lấy 10 ta trừ cho 6 như vậy là bằng là 4. Rồi đây. Như vậy thì chúng ta sẽ có là 6 âm 6x ta cộng với lại 2x như vậy là bằng là âm 4x. Chỗ này là 10 ta trừ cho 6 là bằng là 4. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái hàng lẫn thức. Hàng lẫn thức thì tách cái con số 4 ra là bằng là 2 nhân cho 2. Chỗ này là 4 thì chúng ta sẽ được là 2 mũ 2. Đây là làm một cái bước này dạy cho các em dễ hình dung. Chứ còn mà khi mà làm thi thì chúng ta cái bước này cũng không cần lắm. Chúng ta nắm được thì chúng ta không cần làm cái bước này. Thì xuống đây thì chúng ta sẽ có là x ta trừ cho 2 tất cả bình phương là bằng là 0. Nè. Giờ chỗ này thì tiếp theo thì chúng ta sẽ có là x ta trừ cho 2. Nè. Cái này chúng ta gọi là căng hai vế ra. Được. Căng hai vế ra thì chúng ta sẽ có là x ta trừ cho 2. Cái này là bằng là 0. Nè. Còn không thì cái này nó có đưa ra cái dạng là x trừ 2 nhân cho x ta trừ 2 là bằng 0. Thì x trừ 2 bằng 0. X trừ 2 cũng bằng 0 thì nó cũng vậy. Được. Giờ chỗ này thì chúng ta sẽ có là x trừ 2 là bằng 0. Tới đây thì quá đơn giản rồi đúng không? X trừ 2 bằng 0 thì chúng ta sẽ chuyển vế đổi dấu và là hoặc là chúng ta sẽ tính đây là cái số bị trừ, muốn tìm số bị trừ thì ta lấy hiệu ta cộng với lại số trừ 0 ta cộng với 2 là bằng là 2. Như vậy kết quả là x là bằng là 2. Như vậy cái bài này thì chúng ta sẽ cần lưu ý cái gì? Trong này thì thầy thấy cũng không có gì đáng để lưu ý cả. Được. Cái bước đầu chúng ta nhân phân phối vào. Rồi chúng ta sẽ chuyển cái này qua. Chuyển qua rồi chúng ta sẽ đơn giản đi ra đây cái hàng lẫn thức. Hàng lẫn thức thì ngay như này chúng ta sẽ tính được cái gom lại thì ra cái này. Rồi tính ra được x. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học để thi và kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn đường link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều và đọc sách kênh vào đó kênh tìm bài nhé. Chúc em học tốt.